Quốc Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2018. Tôi trân trọng giới thiệu quý vị một chiếc sập thờ mai điểu nhị cấp hàng VIP được Đồ Gỗ Thanh Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần hoàn thiện ống vách ly trần theo đơn đặt hàng của một khách hàng là anh Hóa, anh đến từ Hoàng Mai, Nghệ An. Và anh Hóa cũng đã đặt Thanh Luân tôi một cơ số hàng gồm có một chiếc sập thờ mai điểu nhị cấp hàng VIP này, kích thước 2m17 và rộng 1m47, gồm có hai cấp hàng được đục chạm thủ công tỉ mỉ và sắc nét. Và ngoài ra thì là anh còn đặt Thanh Luân cho tôi một chiếc sập cẩm lai mặt bột lá hàng trọn vân VIP cộng với lại cả một chiếc tủ tre bằng gỗ cụ. Ba sản phẩm trên được Thanh Luân chúng tôi đã hoàn thiện và chuẩn bị đóng gói và bàn giao cho gia đình nhà anh Hóa ở Hoàng Mai, Nghệ An. Đây chiếc sập thờ quý vị có thể thấy được đường nét này, cái dạ tiền thì chúng tôi làm dạ này chúng tôi làm dày 8 phân đục nền rất khủng luôn, hàng toàn bộ được đục liền, đục chạm tinh xảo và sắc nét. Quý khách nào có nhu cầu muốn sở hữu cái sản phẩm tương tự này vui lòng liên hệ với Thanh Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770 888. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Cái mặt đến lặng thế mà chơi xuống nguy hiểm. Video quý vị xem tôi quay tại cơ sở 1 của Thanh Luân nằm tại đầu thôn Ngà Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tôi xin nhắc lại, hôm nay là ngày 26 tháng 12 2018, chúng tôi giới thiệu bộ sập thờ mai điểu bằng gỗ gụ của anh Hóa ở Hoàng Mai, Nghệ An. Và bộ sản phẩm trên chúng tôi sẽ chuyển về cho gia đình nhà anh trong ngày hôm nay, ngày 26 tháng 12. Và thay mặt Thanh Luân xin chân thành cảm ơn anh gia đình, chúc anh gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các khách trong những video clip sau.